Trời trời, tự nhiên hôm nay thấy mình xinh hơn thường ngày, có thêm mấy con mắt ta ơi. Nice. Chắc mấy bạn ở đây sẽ nghĩ là Lan Phương dạo này lên đời quá đúng không? Nhưng mà với cái tâm hồn lương thiện cũng như là cái bản tính thích chia sẻ của mình, thì trong video ngày hôm nay thì Lan Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có một chiếc iPhone 13 Pro Max free nha. Ok, biết làm sao thì bắt đầu video nè. Với ai bình thường ăn sinh nhật một ngày thì Phương không biết chứ tại MWG Thế Giới Di Động thì mọi người ăn sinh nhật 18 tuổi cả tháng trời luôn các bạn nha. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay thì những ưu đãi sẽ tiếp tục về với bản làng bà con đây. Và các bạn nhớ là từ ngày 16 cho đến ngày 24 tháng 7 chúng ta sẽ có chương trình mua laptop Asus giảm lớn còn có cơ hội trúng thêm quà siêu xịn. Và trong đó thì 10 khách hàng may mắn sẽ trúng 10 chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản 256GB màu xám. Và biết đâu người may mắn chính là các bạn thì sao? Và như thường lệ thì Lan Phương sẽ đề xuất cho các bạn một vài con máy mà mình nghĩ rằng nó đáng mua trong cái thời điểm ưu đãi hiện nay. Và chiếc máy đầu tiên, một chiếc máy mà Lan Phương đã từng review ở trên kênh rồi, một chiếc mà Lan Phương nghĩ rằng tuy thuộc phân khúc giá rẻ nhưng mà lại cực kỳ phù hợp với các doanh nhân hoặc thậm chí là các doanh nghiệp. Cho nên đó chính là chiếc Asus ZFitBook B2415FI3. Như mình đã từng nói với các bạn thì đây là chiếc laptop thống trị phân khúc 12 triệu đồng mang những chất liệu bền bỉ trên dòng máy cao cấp xuống một con laptop giá rẻ. Thì hiện tại chiếc laptop đang trong chương trình giảm giá chỉ còn chưa đến 10 triệu luôn. Và với mức giá này thì đảm bảo là chúng ta đang rất là hời, cho nên các bạn không cần phải lăn tăn thêm nữa nha. Với thiết kế thanh lịch nhỏ gọn, được hoàn thiện đa phần từ nhựa và mặt lưng thì được làm bằng kim loại. Thế nhưng mà tổng thể thì rất là chắc chắn, phần bản lề gập mở 180 độ, đầy đủ các cổng kết nối. Dù là CPU Intel Core i3, thế nhưng mà số điểm cấu hình khá là cao so với các con máy khác trong cùng phân khúc. Màn hình thì với các thông số ổn định trong tầm giá, thích hợp để dùng trong văn phòng với một cái nguồn ánh sáng vừa phải, là một chiếc laptop phục vụ rất là tốt cho các nhu cầu học tập hoặc là làm việc văn phòng. Chiếc Asus ZFitBook này thì bảo mật tốt bằng dấu vân tay, phần webcam HD thì cũng có một thanh gạt để bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Và chưa kể là con máy còn đạt được độ bền chuẩn quân đội Mỹ nữa nha. Nhìn thiết kế thanh lịch, sang trọng cũng như là các công nghệ cao như thế này thì ai cũng sẽ nghĩ em nó thuộc phân khúc giá rẻ đúng không? Mua laptop giá rẻ với một mức giá rẻ hơn cả triệu rẻ luôn. Và bên cạnh đó còn có cơ hội nhận được một chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản 256GB nữa nha. Từ trước đến giờ các bạn nghĩ là một con laptop gaming ổn áp thì phải rơi vào cái tầm giá là từ 20 cho đến 25 triệu đúng không? Nhưng mà đây mình sẽ mang đến cho các bạn một con máy laptop gaming chỉ rơi vào tầm giá là 16 triệu đồng thôi, nhưng mà vẫn mang một cái thiết kế rất là độc đáo và mạnh mẽ, và đó chính là chiếc Asus TUF Gaming FX506LHB i5. Đó là mức giá mà chúng ta đang được ưu đãi về dịp sinh nhật của Thế Giới Di Động đó các bạn ơi. Một sự lựa chọn đáng cân nhắc với các đồ họa rời Nvidia GeForce GTX mạnh mẽ. Và chiếc laptop này thì các bạn có thể sử dụng để học tập, làm việc và chiến game trên em nó luôn. Khả năng đa nhiệm theo như mình thấy rất là tốt. Nhờ vào sự kết hợp của bộ vi xử lý Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB, cho nên có thể chạy rất là mượt mà những ứng dụng văn phòng, ví dụ như là Word, Excel, PowerPoint v.v. cho đến việc chiến những con game đình đám luôn. Và màn hình mang kích thước là 15.6 inch cùng với tần số quét 144Hz mang đến những trải nghiệm chiến game cực đỉnh, không có bị giật lag hay là xé hình khi mà chơi những tựa game có tốc độ cao. Và điểm mà Phương cảm thấy thích thú trên chiếc laptop này đó chính là chiếc logo độc đáo của dòng TUF đến từ Asus. Ngoài ra thì chúng ta cũng được trang bị cái phần đèn nền bàn phím chuyển màu RGB rất là độc đáo, nổi bật phong cách cá nhân khi mà các game thủ nào mà sở hữu chiếc laptop này nha. Và đừng quên là khi mua từ ngày 16 cho đến ngày 24 tháng 7 là mức giá vẫn còn được ưu đãi mà chúng ta lại có cơ hội nhận được một chiếc iPhone 13 Pro Max nữa. Cuối cùng là con laptop đỉnh của chóp mà Lan Phương đang có trên bàn ngày hôm nay, được sở hữu con chip Intel Gen 12 mới nhất luôn. Và với công năng của nó thì mình nghĩ rằng nó sẽ chinh phục tất cả những người dùng từ phổ thông cho đến những doanh nhân khó tính nè. Và đó chính là chiếc Asus ZenBook 14 OLED.
Một phiên bản laptop cao cấp, sang trọng, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong tất cả các tác vụ hàng ngày luôn. Thiết kế rất là bắt mắt với tông màu xanh đen, được hoàn thiện với lớp vỏ bằng kim loại, cho mình một cái cảm giác cầm nắm rất là chắc tay, cân nặng thì cũng khá là nhẹ nữa. Màn hình 14 inch với tỷ lệ là 16:10, giúp cho không gian được gia tăng đáng kể. Độ phân giải là 2,8K kết hợp với 100% DCI B3 và 1,07 tỷ màu. Khi mà xem phim giải trí trên chiếc laptop này thì phải gọi rất là cuốn luôn. Và chưa kể, chiến game trên con máy này thì cũng rất là đã nữa đằng khác. Như mình đã nói thì chiếc laptop này sẽ chinh phục được mọi phân khúc người dùng nhờ được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5-1240B cùng với các tích hợp Intel Iris Xe Rapid, RAM 8GB cùng với ổ cứng SSD 512GB hỗ trợ bạn làm việc đa nhiệm trên nhiều tab ROM mà vẫn rất là mượt cùng với tốc độ đọc ghi nhanh. Phần nắm bắt được tích hợp trên touchpad khá là tiện khi mà chúng ta sử dụng. Ngoài ra thì máy cũng có hỗ trợ đèn nền bàn phím giúp cho các bạn làm việc tốt hơn trong những cái môi trường thiếu ánh sáng. Và chiếc laptop của chúng ta đạt tiêu chuẩn nền Intel Evo hiện đại, đạt độ bền chuẩn quân đội. Và bên cạnh đó thì còn có tính năng bảo mật bằng dấu vân tay nữa. Cho nên đây có thể xem là một chiếc laptop toàn diện từ thiết kế cho đến cấu hình bên trong luôn. Và rồi cuối video thì điều quan trọng mình phải nhắc lại 3 lần trong clip này đây. Thì các bạn nhớ là từ ngày 16 cho đến ngày 24 tháng 7 này thì chúng ta sẽ có chương trình dành riêng cho laptop Asus. Tức là khi mà các bạn mua laptop Asus, chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một chiếc iPhone 13 Pro Max phiên bản 256GB màu xám nha. Cho nên đó là cái thông tin quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Cho nên ai mà thích video này thì đừng quên like cũng như là subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Còn bây giờ Lan Phương xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.